Rich Owen hỏi chào anh Ngô Tuấn Kiệt, Tam Thánh Tòa ở cõi vô vi có bầu cử không anh? Câu này hay nha, tôi cũng chưa biết, để tôi hỏi. Nhưng mà nếu mà anh tu anh thành Phật đó, thì anh tranh cử vô anh cũng làm trong hội đồng, nó cũng như quốc hội vậy đó. Anh cũng là nhiều Phật càng tốt đâu có nhiều sao. Bữa giờ mình không biết ở ngoài cõi kia có mấy tỷ Phật, nhưng mà anh là thành Phật, anh thêm một người nữa đâu sao gán tu đi. Anh sẽ biết rõ hơn. Còn tôi mang sắc phàm tôi quên hết. Chỉ có cái kim thân tôi ngồi ở chợ đó, thì dưới này lâu lâu bệnh thì trên kia nó quay quay thôi. À, khi tôi ngủ thì tôi đi làm việc ở khắp thế giới, thì tôi sáng thức dậy tôi không có nhớ. Mà mấy chuyện này cũng không dám hỏi. Tại vì mỗi lần hỏi mấy vị nói con biết nhiều quá không có tốt. Con chỉ biết phần nào để biết mục đích của con là chỉ hướng cho người ta đi qua bến bờ, bước lên thuyền Bát Nhã. À, thuyền Bát Nhã, bước lên thuyền Bát Nhã để mà gặp Phật thôi, chứ biết nhiều quá cũng đâu phải là tốt con nha. Tại biết nhiều quá đó, nhìn cái thế gian này chán lắm, không có cái gì gọi là hấp dẫn hết. Tại vì mấy cô mẫu người đẹp thế gian này đâu có bằng tiên nữ chảnh. Giờ chó cô nào đẹp nhất ở nước Việt Nam ta, cũng không bằng một cái cô tiên mà xấu quắc ở trên tầng trời nữa. Có một cái là cái khóa vụ này á, lâu lâu quá hỏi trên mấy vị nói cái tướng của ngài trở nó đẹp lắm, ở thế gian không có ai đẹp trai bằng ngài á, mà sao bây giờ ở ngài mới có năm mấy tuổi ngài tàn tạ đi dân nắng. Thì có cái đó, cái thần hồn của mình nó khác hơn cái hình thù của mình. Giống như trên núi có mấy cái bác mà thiền ánh đó, lúc mà ông sống á, ở lên núi chơi thì 70-80 tuổi già khàn à, đến khi mà đi theo đức thầy khi mất đi cái thần cái xác cái hồn á, trẻ lại khoảng chừng hơn phân nửa, nhìn lại khoảng 30 mấy tuổi, rất là đẹp trai, rất là hồng hào. Cho nên cái ở cõi kia của mình á, cái chân dung cái chân mạo của mình á, lúc nào cũng đẹp hơn và thanh hơn cái người thế gian này tiên mà. Nó hơi lạc đề không vậy. Gì đây trời, Hằng Kim Smith, thưa anh Kiệt, cha và mẹ xài điện thoại gì vậy anh, có phải trả tiền internet không? Hay ta. Internet là anh đã có cái connection với cha mẹ với bề trên lúc là free, mấy chục năm nay là không có trả tiền. Lúc mới anh mới đẻ ra đó, ở hàng xóm á, 3-4 tuổi đó, cặp mắt anh nhìn lên bầu trời thấy rồng, thấy người ta đi đầy hết. Thì anh chơi dưới quê mà chơi với mấy đứa nít đây, mày thấy ở trên trời gì không? Thì mấy đứa nít đó thì nó lại không thấy, mà Kiệt lại thấy. Rồi cái nhìn cái lạ lắm. Rồi tối Kiệt ngủ có mấy ông rồng ổng bay vòng vòng trong nhà. Thì lúc đó ba của Kiệt là mới thấy ủa sao rồng mà cứ bay trong nhà hoài. Thì ổng mới vẽ vô mấy bức tường hình của mấy ông rồng. Đó là triệu chứng hồi nhỏ. Và có những lúc Kiệt nhìn người á, ủa hồi nãy tôi thấy xa xa anh giống như con chó sói, cho tới gần á, anh là thanh niên đẹp trai. Đó thì mình cặp mắt của mình lúc đó giống như là chưa có đóng lại cái thiên nhãn thông á, mình thấy. Thì sau này lớn lên cái Kiệt mất cái lực đó. Cho đến lúc năm 2014, 13 đó, bắt đầu Kiệt có cái đó lại. À, bây giờ thì mình không như nói. Tùy theo lúc nào mà ăn chay nhập thất, còn bây giờ nửa đời nửa đạo nó khác. Chung quy lại miễn sao mình giữ cái tâm của mình làm cho thần thông hay là những cái siêu siêu nhiên á, nó trả lại gì hết. Nó cũng giống như một người có điện thoại 13 hay là một người có điện thoại cùi bắp vậy thôi à, nó không có nó cũng vậy thôi, nó không có tăng lên cái sự tu tập. Cái tâm từ bi của mình mới là quan trọng, làm ích lợi cho nhiều người, cho quần chúng, để mà họ giống như mình á thì mới là quan trọng. Như trên dạy